Khi phụ nữ lên sàn đài thì họ là chiến binh và dũng mãnh không kém gì đàn ông. Trần Thị Lụa và võ sĩ Thái Lan Sharina đã chứng minh điều đó bằng trận đấu rất hấp dẫn trong đêm võ thuật Muay Thai Final tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Thị Lụa mới 19 tuổi, mới trải qua tổng cộng 9 trận đánh với thành tích khiêm tốn 5 thắng và 4 thua. Trong khi đó, Sharina 23 tuổi là võ sĩ rất dày dặn trận bạc trên các võ đài chuyên nghiệp Thái Lan khi sở hữu 35 trận thắng, 6 trận knockout và để thua 15 trận. Không hề có sự thăm dò, Lụa và Sharina chủ động tấn công và liên tiếp có những pha ăn miếng trả đòn về phía nhau. Với nền tảng thể lực tốt hơn, võ sĩ Thái Lan tung ra những cú đá low kick, phá trụ rất có lực. Nhưng Trần Thị Lụa lại di chuyển rất linh hoạt và mềm mại, đúng như cái tên của cô, trước khi trả đòn bằng những cú đấm rất chính xác. Ăn miếng trả miếng, nhưng trong khi Trần Thị Lụa bắt đầu xuống thể lực thì Sharina vẫn rất khỏe, dù dính không ít cú đá hiểm hóc của võ sĩ trẻ Việt Nam.